Rồi, chào tất cả các bạn nha. Ra đây là ve kêu ở nổi. Hôm nay sẽ làm một món mới nữa. Món gì, món gì? Thì ở ngoài vườn mẹ mình có mấy trái bí đó cả nhà. Cho nên là hồi sáng này mình có đi chợ, mình mua được một ký ớt. Hôm nay mình sẽ làm món ớt hấp với ghẹ. Ghê thiệt. Quá trời ve kêu à. Hè đã về. Ớt thì nói chung là bỏ tiền ra mua, còn bí là tự nhà có. Để bữa nào anh hai qua bên Long An cắm câu ớt, bữa đem về ăn tao nói là món 6 bí líp cũng chưa hết. Cái này nó thiệt bạn, hồi lúc trước mình qua bánh cắm là đêm nào cũng là 4-5 kg là tệ. Mình phơi đất mình làm lại cái nhà ơi. Đất này ba nói giống như lúc trước mình trồng ngay cái nhãn á, lúc trước có phân thuốc á cho nên nó không tốt. Để chiếc này mình ăn xong rồi cái mình làm lại á. Đây, đó, tặng mắt nè, đó, con ve không nó bự bằng con chuột túi căng gu gu đó. Đó đó bài. Rồi biết của sao đó. Ở đây con nữa nè, nó kêu nè. Ủa thằng ve. Kêu quá mày. Đó bài liền. Ve vợ bạn thấy nó xấu quắc mà nó bự ghê ha, cỡ như gà mái dầu chịu hua nó đó. Hồi xưa con ve nó đẹp lắm bạn, nhỏ xíu à. Đây hai trái bí ở bên kia, hai trái nữa nè. Vậy hai trái nào? Cái này nó bự nè, cái này nè. Ồ, bí giờ giống như trái dừa gan ha. Bí giờ nó hơi xấu nha cả nhà, cái này là bí ở nhà chứ không phải bí mua. Đây là anh về để đẹp cái cao đi, đè cái lá xuống, đè cái lá chứ bí xuống. Ừ à, đừng có nói chuyện câu thôi chịu đời nói không à? Hái cái nào, hái cái này đi, sự đẹp nó liền. Ủa đọc ồ hai cái này nữa, hai trái khác bên luôn, vẫn cặp một à. Ồ hai trái này nữa, từng sau nó sẽ chiến đấu được. Ủa nhiều quá kìa, hai trái nữa kìa. Ồ người ăn không kịp luôn á. Ngoài kia còn mấy giây nữa. Bí nhà ở nhà trồng cho nên nó hơi xấu nha cả nhà, tí là mình sẽ khoét á, em móc ruột nó ra cái mình nhét hết vô. Dạ. Ừ, cái này nữa nè, nãy không thấy nữa nè. Ô, nó ra quá trời. Nó còn mình cho. Nhà mình bữa nay cũng cắt ổi nữa, ba mẹ mình cũng đang cắt còn xong rồi. Chẳng đang căng giống. Mình đó chú Liễu con trồng mía luôn, cậu xây bán nó nước mía bạn. Mỗi lần đi xây cho nhà mình 2 lít gì đó để dành uống. Quá trời nước mía. Rốt mình hái mấy chải gì để dành chiều ăn cơm luôn. Chải ở đây mình trồng không có phân thuốc rồi, nên tuy nó xấu xí nhưng mà ăn nó an tâm lắm. Chứ giờ ra mà chợ thôi, rau gác nữa nó tốt tươi thôi, thuốc phân thuốc không. Ủa, nhìn bó cải bự ha. Bữa em lãi em mới đi. Tại vì không, cái này chứ hết, đặng mình trồng lại cái nha. Đây ba mình thiết kế cho cô Út này. Đúng là Út trong nhà có khác. Ừ, phải không? Chứ không phải mai mốt để cái bàn mà đây luôn hả? Đem cái bàn ra. Để dành nấu món luôn. Cái này phải có cái bàn che ha, với mấy cái ghế ngồi. Khi làm món ở đây ăn nó cũng tiện. Mà được cái mà đây mát. Gió thổi mát mẻ.
Hỏi con gà rẻ quá trời luôn bạn ơi. Con gà có lai gai nhiều hơn lúc trước rồi. Một cái rẻ quá. Hôm nay đâu được 4-5 giỏ. Ghê thiệt, ghê thiệt. Bạn thấy mua ổi mà sắm xe hơi luôn mà thấy ghê không? Đây là đại ca Đức là giàu nhất đây nè. Thường này giao qua đâu? Giao bên Tiền Giang hả? Giao tùm lum hết rồi. Cái này bằng đồ đỏ không? Bởi vì nay tiền vô nhiều nè. 58. Dạ. 57. 57. Kinh. Ổi à, ở đây. Giá mỗi khoảng 2 ngày 2 rưỡi. Chặt xuống thảy cho nó ăn. 57. Vợ bộ bự gì không đó cái nè. Trừ rồi á, 60 trừ ra đó. Trừ 2 ký rồi nè. Còn vỏ nữa. Tính ra có mấy trăm ký. Đây là thành quả của cô Út đó. Mới rửa xong á. Rửa xong hồi là một hồi mình sẽ mổ bụng nó ra. Đây là ớt. Bây giờ mình sẽ ướp cái này trước. Cái này ớt đồng bạn, chính gốc á chứ không phải ớt nuôi nha. Nhìn cặp đồ nó thấy không? Nhức gan không? Trong chợ nó sỏ sâu không bán vậy xong đó. Mà ớt này chỗ mình nó chung ít xịu. Mấy cái này bạn biết sao mà họ bắt được không? Họ chích điện á. Tụng gà vào mùa bắt ít cặp nha. Miếng ớt này mình xào nó cách thì cũng ngon. Không biết để hết. Cà ri ớt. Không biết để hết không. Nhìn thấy ớt này mới nhớ là hồi năm trước mình với Út Phu làm nhiều clip lắm bạn. Cà ri luôn. Nói chung không nhớ nổi luôn á. Ớt nè. Không còn nhớ nổi mình đã làm gì. Ớt với lương á là thôi quá trời món. Với Hoàng là lúc đó nói chung mình mới làm YouTube bạn mấy tháng đầu á, nửa năm đầu không có tiền. Rồi tự săn bắt rồi tự lấy món ra thành quả săn bắt là món ăn luôn. Bởi có một số bạn nói làm món gì lương hay lương này lương nọ rồi đó. Ở ra mấy cái món mà cá lóc đồ này nọ gì đó là thôi. Năm trước làm lan á, không có món gì thiếu á. Bây giờ phải dắt ốc suy nghĩ. Quá trời món. Tính ra bạn nghĩ đi chứ 2 năm mấy rồi thì một ngày một clip đó, một ngày cách ngàn clip, cách ngàn clip nó ăn. Bởi vì nó quá trời. Ba mẹ mình viết cho nó, họ viết mẹ làm không biết được cái gì luôn á. Không biết là mày sẽ làm được cái món gì nữa. Chắc cái này ra đặng mình ớt trước cho nó thấm á. Cái bí này chứ, cái gửi không ta? Nặng á. Còn hơn cái gửi bạn, nặng lắm. Cái gợ mà bảo nặng. Hồi Út Phu chứ ăn cái ngoe của con ếch này thôi. Không có đồ nhóc mà. Còn cái đùi là để cho anh hai. Em ăn mấy cái này nè. Em xa, em với ba với mẹ sẽ ăn đùi. Ừ, con nhỏ em Út xứng đáng ghê thiệt chứ. Cho anh ăn màu rí nữa. Cúp lương liền. Màu rí đó. Bây giờ ướp nữa thôi. Có số bạn không biết cái tóc Phu là nó nhuộm không phải nhuộm bà. Nhỏ lớn là vậy không đó. Đi học bị bắt hoài luôn á. Nhỏ đi học nhớ bị thầy cô giáo kêu gọi ba mẹ vô hoài khóc luôn. Thật ra không phải vậy, là tóc nhỏ lớn vậy á. Em đã từng nhuộm màu đen rồi đó. Không, nhưng mà thật ra là tóc em cũng bị quắn á. Cho nên là mỗi năm em có đi cà cà hả? Lấy bằng cà cà cà. À kéo tóc. Cho nên nhiều khi nó có nhiệt nữa, cho nên một phần như vậy nó vàng. Chứ không phải nhộn đâu cả nhà ơi. Bà đảm anh hai dùng chỉ cho một chiều bà đảm tóc là... không bây giờ vàng. Lấy mấy cái dầu chai chét chuồng của ba kìa.
Đi vậy hả? Lấy mấy dầu chai chét xuồng ổng đó, chét vô đám đen mịn luôn là không giờ vàng luôn á. Chỉ tầm bậy tầm bạ thôi. Đây là cà no à. Nghe là anh hai là chết luôn cả nhà. Mình nói qua nó lại hồi nãy nó làm món gì quên rồi. Ớt thấp bí gợt. Ồ. Bó tài vậy. Dạ cả dễ quên lắm mà. Cái này là bột ngọt. Như dắt óc suy nghĩ sao mà có tiền được thôi. Tại tối ngày Thu xin tiền miết. Anh mắc cử rồi. Anh hai ơi, anh hai à là biết là hết tiền rồi đó. Anh mắc cử rồi. Giờ tới gì? Nước mắm. Nước thôi cho nhà, tại vì hạt nêm nó cũng hơi mặn mặn. Hạt nêm nó cũng hơi mặn mặn, mình để xíu nước mắm thôi. Cho nó thơm thơm. Đó. Thơm lên ha, thấy hấp dẫn chưa? Giờ cái bí này mình chuẩn bị mổ nó ra phải không? Mổ bụng. Đầu để ếch vô. Mổ bụng nó ra, móc ruột nó ra. Thấy ác ghê chưa? Nhớ hồi nhỏ mà mình với mẹ mình lúc đó sống khó khăn lắm mà. Ba mình không có nhà nữa, ba mình đi đưa lúa. Hai mẹ con thường kéo cá lồng tông, cá hủng hỉnh với tép gông nữa. Hồi xưa tép gông nhiều lắm, mấy cái mưa mà ruộng mới lên á, sau vườn mình nè, hồi đó là ruộng không à. Trụ kéo bạn thấy dính ếch thì mê luôn á, hồi đó ếch nó nhiều á. Vô là thôi xào lá cách, rồi xào hành hay là kho sả ớt, ăn ngon quá. Mình để vỏ luôn hả? Đúng rồi, vậy nè. Chà, hồi để vô cái nồi hấp vừa không đó à. Bí nó hơi xấu nè, cả nhà đừng chê. Bí ở nhà rồi, chứ cũng thôi. Bây giờ để... chỉ để... nghiên cứu mỏ hậu, chỉ gái út của mỏ hậu. Mỏ hậu không biết cái này đó. Mỏ hậu biết. Em làm được cũng được thôi, mỏ hậu không có biết mấy cái này đâu. Tỉa qua văn nữa hả? Cái này nhớ hồi đó mình làm một trái cũng bí gợ mà loại tròn là món gì ta? Ừ, đúng rồi. Cá lóc hấp bằng hấp bí gợ á. Cũng tỉa tỉa vậy đó. Tỉa lông chết. Bưởi còn hấp nữa mà. Rồi cá lóc nướng muối, cá lóc nướng gì xả tay ô tờ lưa vậy á. Mấy clip cũ hồi xưa làm á, hồi năm trước á. Ô bao la bắt nhé. Ô bao la bắt nhé. Tính ra giờ chắc cũng khoảng bao nhiêu ta clip rồi ta? Anh nghĩ chắc cũng khoảng ngàn mấy vậy? Không tới đâu. Tại vì anh mỗi ngày anh đăng clip anh không. Một năm bao nhiêu ngày? 365 ngày. Vậy là cho 2 năm rồi. Nó dứt vậy cũng khoảng 400 clip gì? Nhưng cách ngày đăng clip. Đó, thì 2 năm hả? Em tưởng đó là tính luôn của anh kìa. Thôi thì chỉ nói gì nó ăn thôi. Không, cả nhà tính luôn, cái anh hai nó quá nhiều. Nói chung là khoảng 400 clip à. Đúng tới thời điểm hiện tại khoảng 400 clip nấu ăn. Còn clip sang Bắc là phải gần cái ngàn clip có. Ớn lạnh thì chết trời. Ngày đăng một clip đó. Chưa có kênh nào mà như cái kênh của mình luôn á. Rất là nhiều. Clip nhiều kinh khủng thiệt. Trời, tỉa xấu rồi cũng á. Xử nha cả nhà. Trời sao khúc này đặt ruột dữ rồi, chết rồi, thua rồi. Khúc này bị đặt ruột rồi. Mình tính đăng mà để tập á bạn, cho bạn dễ theo dõi. Nhưng mà có cái là nếu mà để tập thì tại có clip của nó ăn của Út Thu vô nữa đó. Bởi vì nó hơi lộn xộn giữa săn bắt với nó ăn á. Bởi vì nào giờ mình để clip không có, chứ không có để tập thứ mấy. Dạo này mình xui sao đó nha. Ở nhà cũng bị ông chích nữa đó nha. Chén dễ sợ đó. Mày mua số trúng gì? Sao anh xui anh lầy em hay sao? Thôi bỏ đi. Này tỉa hơi lâu à. Lâu à. Đây anh hai mình ra tay cả nhà ơi. Đầu bếp sàn càng cúc. Thiệt giờ này đứng trong bếp á, đổ mồ hôi luôn cả nhà. Mình cũng mới bắt cái nồi nước nè. Trời ơi như đầu bếp gì à. Ở Italia. Italia hả? Muối hả? Gãi muối hả? Đầu bếp đó cỡ anh hai. Sương phu. Sương phu.
Làm sao hỏi trái bí em bèo nhèo đi, ở ngoài không còn trái nào bự cỡ này đâu nha. Mẹ mình cũng ra ngoài cắt một trái bí cho anh Đức rồi coi nha. Anh Đức là cái anh mua ổi hồi nãy á. Còn nuôi của bà đó. Đó đó đó. Ra rồi kìa. Ra rồi. Tèn 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 khôi. À. Bí vàng tươi ngon ghê không cả nhà. Hết sảy con bà bảy. Em ha. Quá ngon luôn. Rồi qua đây rồi. Trời ơi ngon quá cả nhà ơi. Tí là mình sẽ moi ruột này ra. Mấy cái gỗ này để dành nấu canh ăn. Bí vàng tươi. Bí vàng. Cái hộ này mình mua hả? Mua về gieo hả? Đúng rồi. Nói chung nhà mình thì nói chung mấy cái đồ sau vườn này nọ mình có không gành không mà. Không biết gì đâu cái. Không phải không biết mà đi tối ngày không có ở nhà. Không biết gì đâu. Mà vườn biết sao. Chứ hồi nhỏ là mình toàn là đi tứ đồ với mẹ không đó, tứ gãy làm gãy không đó, nó nhỏ mình làm dữ lắm. Nhưng lớn rồi đi tối ngày không có nhà. Ừ. Cái này về quốc có. Cái này xấu. Ủa. Làm gì? Cá lóc bỏ vô. Mua cá lóc bỏ vô. Em cũng làm cái này nè, em mua biết chọn á, lúc đó là chưa chọn này nha. Em cắt cá lóc rồi đó. Nó ngọt lắm. Rồi ăn cái bí đồ. Được. Ăn luôn cái vỏ nào ăn rất là béo luôn á. Thôi mua về mua ớt đi. Ừ, về cưng bà xã với con hả? Hấp cho tẩm bổ bả liền. Cái rượu này để dành là mình, bữa nào ấy cá đó mình nấu canh ngon. Cái hộp này ha. Nó còn ngon á. Cái hộp này mình gan bùi lắm á. Để bạn gan muối á. Bất thu làm gì có biết cái thời mà ăn hột này. Hả? Hột dưa. Hột dưa đó, nhưng mà không phải là dưa ấy nha. Dưa bí gợ nè, mình gan rất là bùi luôn. Nó bùi hơn hột dưa hồi kiểu hồi xưa Tết nhất đâu. Trời ơi, như đây chắc không chắc dư quá. Trái này nó hơi nhỏ thôi nha. Nhưng mà trái này là bự nhất. Bự nhất của vườn bí mình rồi. Vườn bí nhà chồng á. Cái này là của mẹ mình chồng á. Không phải mình chồng đâu. Cái nào ra cái đó. Cái này của mẹ là mẹ. Ăn lại nhà ăn không sao. Rồi cả nhà ơi, đây giờ mình để ớt vô. Không biết hết không nữa nè. Hết để dành kho ăn luôn. Rồi. Cái này tìm ớt còn sống nó nhảy ra. Cái này bảo đảm bao ngọt luôn ạ. Bí. Nước ngọt của bí với ớt đó, nó gia vị rồi nó ra đó. Ngọt lắm. Chắc hết mà. Hết. Một ký ớt lần đó, một ký mấy lần đó. Ừ. Ôi hết mà. Hết. Trời ơi, trái bí vậy mình nuốt ớt gì vậy không? Mình có mấy rau ngồi ghế để sao hả? Để sao? Để chút mình ăn á. Đùi ớt đây. Không nhận cô hút nữa. Nhìn chú ra làm mấy món đau đầu vậy. Không mà món này chắc ngon. Tại lúc trước làm món cá lóc rồi mà. Cắt một vài lá ớt lên cho nó. Mẹ mình phải làm nhà, quét nhà. Tại vì đẩy ổi ra vô chỗ này nè, bởi vì sình bùng lắm. Nước này là nước gia vị đó cả nhà. Mình lấy để họ nó ra nước á. Cho nó thấm vô ăn cho nó ngon. Chuẩn bị cho nó vô cái nồi hấp thôi. Sao? Đậy cái nắp nó lại. Tên 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 tên. Ủa? Trời.
quá thích. Có cột lại không? Bỏ đi, nó không có xích đâu, nó để về nhà. Ừ. Khui. Bốc khói. Hả? Không, không nhiều đâu, nước còn tốt chứ. Lại mình nấu này hồi nước nó còn bốc hơi, còn cạn nữa. Đâu có đụng tới cái mâm đâu. Tưởng nó ra nhà nhưng mà mình thấy nó làm này cho nó nhanh á. Tay có cái dĩa nữa. Lại là nắp luôn nha cả nhà. Chạy cái sửng kia sợ không vừa. Tèn tèn tèn. Nắp luôn hơi xấu. Nhưng mà cái này là nắp luôn chứ. Cái này là cái nắp luôn á nha bạn. Đau đầu ghê không? Nắp luôn đó. Dạ chỉ còn chờ đợi thôi. Một khui 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 bóp khỏi thơm phức. Em mới thử rồi nè. Lũng. Lũng là chắc ăn rồi đó. Ngon lành. Giờ nhắc ra chuẩn bị ăn thôi. Đó bụng rồi. Giờ này không ve nó kêu còn dữ dằn hơn nãy nữa. Chưa là tới giờ nó hợp sướng mà. Cái này mà rớt rồi là nhịn luôn á. Cái mướp nước của cái trái bí á. Cái nước rồi với đâu tới đâu. Cái hơi nước nó động lại. Do mình đậy nắp á. Bạn thấy nhìn hết sảy còn mà bảy chưa? Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Nhìn cái đùa ớt hả? Thấy mê không? Thấy thèm mới đúng. Đó, bí nó ngon quá, dẻo ghê. Để tí ngò lên. Ngồi ghế này là thường bánh mì là không thiếu à. Rồi, ba chuẩn bị tư thế ghê không? Vậy là xong. Ăn cơm, ăn cơm. Cái này là ba mình tiết rồi cả nhà. Cái này là ruột bí á. Ba mình không nấu canh luôn. Ruột bí với cải hả mình thấy. Rồi cái đùi. Mời cả nhà nha. Cho một xíu nước mắm đi. Ngọt không? Mà cay nha. Ủa đọc nước mắm cay quá. Chớ cái cay à. Mẹ để á. Cay quá nha. Ba mình không nói cay quá rồi mẹ mình giúp thu là khỏi ăn luôn. Gì đâu mấy miếng cay dữ rồi. Nhưng mà cái này rất là ngọt. Được á. Ngon mà. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình nha. Mẹ mình nói tí dẻo như khoai lang hả cả nhà. Muốn dẻo hết chứ nào. Ngọt quá trời ngọt. Để con cắn một miếng bí ăn thử đi. Ngon lắm. Muốn dẻo ăn thử miếng bí nè cả nhà. Thấy ngon quá à. Mời cả nhà nha. Bí vàng ăn bưởi ngon á, nó vô khoai lang thì luôn á, mẹ nói đúng luôn á, dễ hết cái dễ luôn, mẹ rõ ăn ngon á, nó được chồng vàng nước cái đó là cái gì? Đất dạng ngon vàng sao vô mà hỏi rồi sinh ra nữa à? Có ăn bưởi không? Ăn bưởi mấy là ngay luôn rồi, để ăn bưởi là đi mai này về. Cái muỗng trắng.
cây 3, cây 2, cây 2 nữa. 4, 5 trái nữa. Dây không á? Còn 5 trái. Rồi dưới nhỏ 2 trái đi. Xanh cải với ruột bí này đây nè. Cá này là cá cái gì, cá chồ đéo không gì không, hôm bữa thằng hai lần câu á, còn một đôi câu hay là con lưới gì á, cái con cá bự bự á, bữa nay coi lạc thôi luôn. Cá này nhà lưới tới giờ vẫn còn mà, bữa nay ăn mãi là cháo quá vậy cá. Cái mấy người nó mới để dụng hộp ấy. Cái này đâu có già đâu mà chồng. Mới để hả? Hộp già chồng mới được chứ hộp không. Nãy con đổ lưới này còn ngon. Tại vì cái hộp nữa hả? Nó còn ngon. Cái này ăn sống cũng ngon. Bây giờ là cá nó mắc rồi thành vàng. Cứ đem vàng thôi. Bà gãy vô cá phò cũng chồng như chết luôn. Chết rồi. Thiệt luôn á. Cay quá. Bữa nay cay quá. Đó là nó thử gì cay quá. Nó chỉ cay chút mùi hôi luôn. Như rớt nước mắt luôn. Không tránh nước mắt à. Nó ngủ được. Ngủ được. Không có gì. Nó có gì đấy. Đó. Đó. Cái nắp cái bí ăn hết trơn rồi. Cái dằn dằn lớn một tấm. Nước làm nước trồng quý một ngày rồi tới giờ trong miệng lửa chớp, trong đó cày dưới như trong miệng lửa chớp cũng đáng cho người ta cho chớp mình nhiều có mua đâu. Mình cũng xin kết thúc clip đây, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Mẹ mình bá sắt người chăn chớp mà nó cày dưới chứ.